Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Chi và anh Tý nha mọi người. Hôm nay em với anh Tý là được lãnh lương của kênh YouTube. Kênh này là Tý và Chi nha mọi người. Mọi người muốn biết ra lãnh bao nhiêu là xí nữa, em sẽ cho mọi người biết nha mọi người. Giờ em với anh Tý sẽ ăn mừng con cá chua nướng. Cá chua định nướng là ở miền Trung là nuôi con cá này, mà ở vùng khác có nuôi không chị? Ở em là Bình Định với Phú Yên là nuôi nhiều á mọi người. Nếu mọi người vùng mọi người có nuôi con cá đấy á, để mọi người không ở dưới á, bình luận á, có gì cho em với anh Tý cùng biết nha mọi người. Giờ em bắt đầu làm. Giờ em làm nha mọi người. Hầu giờ em không có làm con cá chua cá này, cái hầu hầu cũng có nhiều mẹ làm, giờ phải trước làm thử coi nếu có gì sai mọi người thông cảm cho em nha. Giờ em cũng làm ké xong rồi mọi người. Và em ướp gia vị. Gia vị gồm có hành, ớt, sa tế. Ướp luôn nha mọi người. Không có bao tay em lái bằng sỉ em nói luôn. Nãy em ướp gia vị nó còn thấm luôn nè mọi người. Giờ em bỏ lên nướng luôn. Chị sẽ hấp nó nhìn nó đẻ rồi nè. Đẻ không bằng chị? Ngặn á. Bây giờ em với anh Tý cũng nướng xong rồi nè mọi người. Nhìn nè mọi người. Kìa. Yeah. Dạ. Thì bây giờ nó lương cho này. Mọi người xem số tiền của anh em của Tý làm YouTube trong một tháng nha mọi người. Thì YouTube của Tý thì cũng nhờ được mọi người ủng hộ nên anh em của Tý mới có số tiền này nha mọi người. Thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh em của Tý. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thì Tý cũng không có biết lời gì ngồi cảm ơn mọi người. Thì nhiêu đây là được là 1.539.000 nha mọi người. Thì đây là số tiền của hai anh em làm YouTube trong một tháng, cũng nhờ mọi người ủng hộ xem hai anh em. Cũng không biết lời gì cảm ơn, thì chỉ biết cảm ơn mọi người rất rất nhiều nha mọi người. Chị có muốn lời nói với chị với mọi người không? Em cũng cảm ơn mọi người. Thôi chứ không biết nói gì. Thì bây giờ Tý sẽ cất số tiền ra nha mọi người. Thì đó là số tiền của hai anh em Tý làm trong một tháng. Và cũng cảm ơn anh Lộc. Anh Lộc là người dìu dắt và cho con hai anh em Tý làm để có số tiền này mọi người. Thì bây giờ sẽ thưởng thức món cái chua nướng. Thì cái chua đây là thường là ở miền Trung mới có nha mọi người. Thì không biết ở miền Nam với miền Bắc có không, chứ thường là miền Trung, đặc biệt là Bình Định với Phú Yên mới có nha mọi người. Thường là người ta nuôi. Em anh mọi người. Cá đây thì hơi nhiều xương quai mọi người. Xương gì? Xương quai đúng không ta? Thì Tý cũng lột ra đa số hết xương rồi. Thì bây giờ Tý sẽ bắt đầu em ấy ăn. Và anh với món cái nướng là salad và dưa leo nha mọi người. Thì đây cũng gần đường nên hơi ồn, mọi người thông cảm cho anh em một tí. Côi mắt xương á, có nhiều xương lắm. Ké ra hơi nhiều xương mọi người. Để em lột ra hết rồi. Lột ra không đâu? Không lột, ăn xương á, mắt cổ. Có nhiều nhiều người bị mắt cổ xương ké này mọi người. Như bè của Tý thì cũng hay
bị một lần mất xương ra là bê tí quảng không dám ăn, không dám đụng luôn, không dám đụng thịt cà chua luôn mọi người. Bây giờ tí sẽ mời mọi người nha, chén nước quá ăn với chén mua chanh. À, chấm hơi nhiều nữa thôi mày. Mùng mà thịt ké thì nó nướng nó kiểu nó khô nước á mọi người, kiểu bùi bùi, rút có xương rào nên ít xương không có, toàn mở xương nhỏ không, đúng không? Rút có xương ra ăn giữa cây 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 chua chua, mày rút có xương ra ăn ngon thiệt hả? Cái đai mà có xương lắm. Đấy, cái xương này mít cổ rồi. Xương thịt nhiều luôn thấy không? Là xương nó dài á. Nó dài nó cong nữa. Xương quai mà nó cứng. Xương đây khó lửa ra lắm mọi người. Cái xương này nó dở anh hơn. Mềm mềm. Ké chua là nấu canh mà lộn nấu nước ăn cái bún này nó cũng ngon. Thường là đa số là cái chua là thường người ta nghề tí thường là nấu nước xách từng lát ra nấu nước rồi để ăn với bún đó mọi người. Mẹ nướng cũng ngon, bùi bùi vậy đúng không? Những người đi bay ớt làm thật cây thôi như vậy mới ớt nhà 4 cái. Ớt là cây vậy này chú ơi, cùi xương nha, bùi bùi nó có hồ nước á. Đây xương này, xương này xương không à, coi xương mấy cổ á, anh cho mập. Em ốm rồi, xương như này nãy mình lấy đây rồi mà còn vẫn xương xương. Xương là xương trong da thịt luôn. Mọi người ở mấy vùng khác mới biết con kén này thì hãy comment ở dưới cho Tý biết nha mọi người. Do Tý thì biết thường là ở miền Trung thì có thôi mọi người. Cái tên là ké chua, nghe tên cũng lẹ lẹ. Ở Bình Định nó quen không? Cái thấy ở nước Tê này rồi ké khác rồi. Thường ở buổi không có nhiều người lộn con cái đây với con cái manh nha mọi người. Con cái manh thiệt dài á, không y chang dài nhưng mà điều con cái chua thì nó hơi bự bự xíu, còn con cái manh nó thon hơn. Em không biết con cái manh cũng màu trắng không. Vô nước ăn nha. Vô xương này nướng là ăn ngon hơn nấu á. Nấu thì ăn với bún thôi chứ còn nướng là thịt nó ngon hơn, thịt nó bùi bùi không thơm hơn hả. Còn nấu nước thì tí thì ăn nước thôi mọi người, chứ tí không em ăn ké sợ mất xương. Nhắc xương thì tí sẽ ăn mừng rảnh tiền rồi xong video sau tí và chia sẻ lên suối quay nha mọi người. Chứ video sau thì tí sẽ chắc chắn thì tí sẽ chi và sẽ lên suối quay một video lên suối cho mọi người xem, chứ sợ quay ở nhà không mọi người nhầm chán.
xuống dưới cho có phong cảnh khác. Mọi người nhớ nhớ đón xem video sau của Tí và Chi nha mọi người. Anh dần dở no. Ru không? Chừng nào cưới chồng? Em tính chừng nào cưới chồng? Lớn cứ. Lớn là bao nhiêu tuổi chứ? Mà chừng anh nào làm cả tiền làm cứ. Ai biết nha, năm sau em làm có tiền nào? Rồi. Chưa chắc chắn được. Xác cái nền được bao nhiêu cứ chứ? 25 tuổi cứ là đẹp nhất. Để trưởng thành nhất á. Biết đâu vài năm nữa có anh nào hốt đâu. Đúng không mọi người? Ngon không? Ngon, thơm. Mọi người nào mà có ké chua thì mọi người thử nướng thôi. Ngon cực. Thơm nữa, nướng chai. Nướng xe tớ. Nướng xe tế, lộn. Em cứ lộn hai cái đấy à. Chưa không? Mọi người cây ha. Này em dễ ớt nhiều. Cho bỏ muối ít á. Muối cay. Muốn nhiều mặn. À, đúng xuống. Cay quá. Anh ta cẩn thận không mà mất cổ. Thì hôm nay mà ăn chút xíu mà nọ. Hay cay. Cay vậy, no luôn. Thì video Tí về Chi anh mừng được lãnh tiền thì nó là cũng kết thúc mọi người. Cũng nói một lời cảm ơn với mọi người rất rất là nhiều đỡ cả để ủng hộ hai anh em Tí đỡ có số tiền đúng không? Như ngày hôm nay. Như ngày hôm nay thì Tí về Chi cũng cảm ơn mọi người rất nhiều để ủng hộ hai anh em Tí. Thì video cũng kết thúc thì bye bye mọi người.